Chào tất cả quý anh chị và các bạn đang xem YouTube trên kênh Sóc Luân Việt Nam. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Và trong video này, Sóc Luân sẽ giới thiệu một cái phân bàn Hitachi cao 1m, hàng nó đi Nhật, sử dụng điện nguồn vào là 220V. Bản thân của nó là motor zin 3 pha 200V, nhưng mà thợ đã thao tác kỹ thuật để mà móc dây ra, và sau đó nó biến thành một cái máy phân bàn điện nguồn vào 220V một pha. Hiện chị về chỉ được cắm điện vô và sử dụng thôi. Máy này của Hitachi, nó cao 1m, đầu kẹp của nó là 13mm, có thể khoan sắt rất là tốt. Thì đặc tính của những cái phân bàn cao 1m đó là cái lực nó tốt, cái trụ của nó to, cho nên chị về sử dụng tại gia đình hoặc xưởng nhỏ rất là phù hợp. Giá bán là 6.300.000 khi mọi người biết vận chuyển. Anh nhắc lại là giá 6.300.000 khi mọi người biết vận chuyển. Và cái giá này thì chỉ nằm trong cái chương trình khuyến mại từ giờ cho đến trước ngày 31/1/2019 mà thôi. Thì sau đó nếu mà vẫn còn nghề thì các em sẽ có cái giá cũ lại là 6.500.000 khi mọi người biết vận chuyển. Rồi bây giờ mời tất cả anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái phân bàn Hitachi cao 1m này nha. Và sau đây mời anh chị chúng ta sẽ cùng nhau quan sát kỹ hơn về khoang bàn Hitachi. Đây là cái thông số kỹ thuật của nó. Khoang bàn Hitachi đầu kẹp 13mm, mã là B13, 360mm, 80mm, cái này là chưa biết dịch. Rồi sử dụng điện nguồn vào 50Hz, 60Hz. Thì ở Việt Nam mình thì sử dụng nguồn là 50Hz thôi. Thì dòng xoay của nó ở cấp 1 là 500, 800, 1425, 2000 và 3000. Ở đây thì nó có tới 5 cấp poly, 2 poly mà mỗi poly 5 cấp. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp. Đây chính là cái đầu kẹp khoang 13mm. Đây chính là cái mâm mâm đỡ của cái khoang bàn này. Thì đặc tính của mâm này là mâm vuông, nó có khả năng là xoay nghiêng góc 45 độ được. Nhưng mà mỗi lần mà nghiêng xong thì anh chị chỉnh lại cái độ chuẩn của nó thì hơi khó. Rồi ở đây thì cái thân mà để đỡ cái mâm này thì nó là cái ti chữ Y, một trong những cái loại ti cứng. Rồi trụ tròn, rồi quay nâng hạ mâm, cái quay tay. Rồi đây là cái cần để mà chỉnh kèm tăng đơ cái dây cura. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau mở nắp. Thì cái nắp này là cái nắp bằng kim loại, nó bằng tôn. Đây là hai cái poly của khoang bàn này, 5 cấp, 1, 2, 3, 4 và 5. Lên xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi đây là cái motor của nó. Rồi tiếp theo thì sắp em sẽ mời anh chị chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái khoang bàn bằng việc khoang thử. Và sẵn cái video này thì sắp em sẽ review giới thiệu với anh chị một cái mũi khoan mang thương hiệu là ET Tool, tức là Easy Tool đó. Thì đây là cái mũi khoan inox đuôi lục giác chủng dài. Thì cái này nếu mà anh chị nào đang xài cái máy ốc vít của hàng Nhật á, thì có thể trang bị cái mũi khoan này. Hoặc là anh chị nào đang có cái máy khoan bàn mà nó đầu kẹp 6 ly, cái đầu này 6 ly, thì anh chị có thể sử dụng cái mũi khoan này để mình thực hiện cái công việc. Thì mũi khoan này cái giá thành của nó cũng khá là rẻ, và đồng thời nó chất lượng nó cũng nằm ở mức độ là tương đối tốt, nên anh chị có thể yên tâm mà sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái khoan bàn Hitachi cao 1m với cái mũi khoan này ET. Rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thôi. Rồi, mình sẽ cùng chỉnh căng lại cái dây cura. Dây cura thì nó chỉnh mức độ là khoan mũi lớn rồi, ở dòng tua chậm. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếng máy. Nó chạy rất là êm luôn.
Anh chị thấy máy quay rất là êm, tiếng máy chạy cũng rất là êm. Nâng hạ mâm. Tay nó hơi bập bềnh xíu. Rồi để sẽ cùng nhau khoan thử. Chiếc mũi khoan tiêu chuẩn. Rồi, khoan lại thôi. Rồi nếu mà anh chị nào mới mua đồng mua khăn bàn á, mà khoan mà mình hay bị tình trạng nó dính như thế này, thì chúng ta sẽ tăng đơ cái dây cura lên một nấc thì khoan nó sẽ ngọt ngào hơn. Anh chị thấy cái mũi khoan này khi nó ra cái phôi rất là đẹp. Có điều là mình đang xài tốc chậm. Rồi, sắp em đã tăng cái vòng quay của nó lên rồi, quay nhanh hơn một bậc. Chúng ta sẽ cùng nhau khoan thử lại. Đó, quá đã. Thì thường các anh mà chuyên bên ngành cơ khí thì khi khoan ta sẽ có túi nguội để tăng tuổi thọ mũi khoan cũng như khoan nó sẽ đẹp hơn, dễ hơn. Đây là mình kiểm tra. Rồi tiếp tục. Chị thấy mũi khoan khoan rất là ngon lành, quá đã luôn. Đây là cái phôi của nó. Mũi khoan vẫn chưa hề bị suy xuyển, cả về cái nước nước mạ Cuban cũng chưa có bị vấn đề gì luôn. Mũi khoan vẫn còn rất là bén ngót. Bây giờ mình sẽ cùng nhau dùng kỹ thuật này đây. Khoan nó nhẹ nhàng hơn và không bị dính mũi. Anh thầy thấy là cái phôi nó ra đẹp hơn nữa. Phôi ra dễ dàng hơn và đẹp hơn. Đây mình đang dùng cái mở bò nước, mở bò xịt.
Và đây là cái mũi khoan 8 ly, có thể khoan được inox, mang thương hiệu là ET. Và cái video review về cái khoan bàn Hitachi cao 1m đến đây là kết thúc. Giá bán của khoan bàn là 6.300.000 chưa bao gồm phí vận chuyển, và giá áp dụng cho tới ngày 31 tháng 1 năm 2019. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Phạm Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.